vừa rồi kiếm tâm ra tay hai kẻ bám đuôi cũng cảm nhận được nói với nhau kiếm khí cực mạnh vừa rồi chỉ trong nháy mắt tiền biến mất là do ta bị ảo giác sao xem ra chúng ta chưa bị phát hiện tiếp tục đi theo ở đây đông người phức tạp đợi khi sau khi chúng rời khỏi thành thì ra tay lúc này kiếm tâm nhìn hoa thanh vân nói mọi chuyện ta đều nghe theo sư huynh hết sau đó kiếm tâm và hoa thanh vân bắt đầu diễn kịch hai người chạy đến nhặt lấy đồ vừa rồi bị kiếm ý của mình đánh rơi xin lỗi huynh thật ngại quá làm phiền rồi làm phiền rồi thanh vân và kiếm tâm bắt đầu vui vẻ bước tiếp kiếm tâm nhỏ giọng nói lát nữa chúng ta sẽ xử lý bọn chúng còn bây giờ chuyên tâm đi dạo phố thôi muội vẫn chưa mua đủ ở bên cạnh thanh vân cũng thở dài như thế này vẫn chưa đủ ư khi này tiếng náo động mắng chửi thu hút sự chú ý của hai người đồ lừa đảo cút còn dám đến đây ta sẽ đánh gãy chân ngươi thanh vân và kiếm tâm vội vàng đi đến nơi đó khi này một người phụ nữ đang ngã trên mặt đất phía trước là một người đàn ông đang tức giận quát mắng dám mang rác rưởi đến bảo thánh đường để lừa gạt đúng là chán sống mà người đàn bà này khóc lóc nói cầu xin mọi người nhìn kỹ lại một lần nữa, trong tay ta là vật gia truyền do tiên nhân tặng lại cho tổ tiên. Nếu như không phải vì nữ nhi của ta đang bị bệnh nặng cần tiền chữa bệnh gấp, thì ta tuyệt đối sẽ không mang nó đi bán, sao ngươi lại nói món đồ này là rác rưởi? Lúc này kiếm tâm bước đến đỡ lấy người phụ nữ, các ngươi không mua thì thôi sao lại còn ức hiếp người khác. Người đàn ông vừa rồi vẫn rất ra vẻ nói, thiên kêu thịnh hội sắp diễn ra, gần đây trong thành có rất nhiều đệ tử đến dự thi. Ai mà biết bà ta có phải là gian tế của ma tông có ý đồ dùng hàng giả để hại người hay không? toàn bộ thành vọng đô này ngoài một tiểu cô nương dễ bị lừa gạt như ngươi ra thì không có ai mua thứ đồ rác rưởi này đâu mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán ta thấy kẻ này muốn có tiền đến điên rồi lại dám mang đồ giả đến bảo thánh đường để lừa đảo đúng là không biết sống chết ta thấy hắn chính là gian tế của ma tộc lúc này thanh vân quang sát pho tượng gỗ phát ra một luồng sức mạnh màu xanh kỳ lạ anh có cảm giác thứ này không phải là đồ giả thanh vân nhìn về tên đầu vàng nói nếu như có người mua thì ngươi tính thế nào tên đầu vàng vẫn hư lạnh thứ đồ bỏ đi này nếu như có người mua thì ta sẽ lập tức gỡ bảng hiệu của bảo thánh đường xuống nghe đến đây thanh vân nhìn về người phụ nữ nói bà ơi món bảo bối này bà bán thế nào nghe điều này người phụ nữ cũng vô cùng bất ngờ mọi người xung quanh thì thẳng thốt hắn dám mua thật ư lúc này người đàn bà mừng rỡ nói chỉ cần ngài mua nó thì bao nhiêu cũng được thanh vân lấy tiền bà một mình đan dược ra nói bình đan dược này không đáng tiền nhưng chắc chắn nó có thể trị khỏi bệnh cho nữ nhi của bà còn số tiền này là tiền ta mua bảo vật gia truyền của bà mọi người xung quanh thẳng thốt đó là biểu tượng của thanh vân kiếm tông linh đang tiên ra. đó là tiên dược người phụ nữ nhận lấy mình đan dược nước mắt rơi là trả nữ nhi của ta được cứu rồi cảm ơn ân nhân cảm ơn ân nhân khi này kiếm tâm nhìn thanh vân với ánh mắt đầy ngưỡng mộ thanh vân lại quay về tên đầu vàng nói ông chủ bảng hiệu của ông định gỡ như thế nào sau khi giải quyết xong việc này thanh vân và kiếm tâm lại tiếp tục đi dạo sư huynh vừa rồi tại sao huynh muốn mua giúp bà ấy thanh vân chậm rãi nói chuyện đó có vấn đề gì sao tất nhiên là vì sư huynh ta có con mắt tinh đời phát hiện ra bảo bối trong tay bà ấy là một món đồ tốt còn muội vì sao lại muốn giúp bà ấy thanh vân nói đến đây thì kiếm tâm nói chúng ta tu hành mặc dù là để rời xa phàm trần nhưng cũng không thể đoạn tình ngay tức khắc từ bỏ nhân tính không phải sư huynh cũng thế sao đang dược quan trọng như thế mà lại đưa cho gì ấy thanh vân cười mỉm sau đó vút ve đỉnh đầu của kiếm tâm đang dược đó là do ta tự luyện không đăng ra máy muội đó cẩn thận sau này đừng để người khác gạt nói đến đây thanh vân lấy pho tượng gỗ vừa rồi đưa cho kiếm tâm cái này tặng cho muội Kiếm Tâm nhận lấy vô cùng thích thú cảm ơn sư huynh. Kiếm Tâm nhìn pho tượng nói, cho dù sử dụng kim nhãn thì muội cũng không nhìn ra điểm nào bất thường ở con búp bê này, tổ tiên của gì ấy có khi nào bị lừa không? Thanh Vân nghe sư muội chưa trải sự đời nói thế thì lên tiếng, bà ấy không bị lừa, thứ này đích thực là một con rối có kiếm ý hiếm có khó tìm. Muội thử truyền kiếm ý của mình vào trong người con rối này đi, bên trong chắc chắn là có kiếm pháp bí ẩn gì đó. Chỉ có người tinh thông kiếm ý mới có thể lĩnh ngộ được thôi. Kiếm Tâm lập tức nghe theo vận dụng kiếm ý truyền vào pho tượng gỗ đồng thời mở kim nhãn để quan sát lúc này một luồng sức mạnh từ pho tượng gỗ lan tràn ra ngoài trước mắt như đưa kiếm tâm lạc vào một không gian khác với vô số chữ viết đang lơ lửng giữa không trung kiếm tâm cảm giác kiếm pháp này vô cùng kỳ diệu cô bắt đầu dung nhập nhiều kiếm ý của mình vào trong pho tượng gỗ hơn cuối cùng cũng cảm nhận được toàn bộ kiếm ý ở bên trong thứ này gọi là trường hận kiếm quyết kiếm tâm trong lòng cảm thán hoa sư huynh lợi hại ghê chỉ nhìn sơ qua đã có thể nhìn thấu bí mật trong con búp bê này thanh vân nhìn kiếm tâm với ánh mắt đầy ẩn ý Muội có muốn thử uy lực của kiếm pháp mới này không? Ra ngoại thành, đến lúc dạy dỗ mấy cái đuôi bám theo sau rồi. Cảnh chuyển đến ngoài thành trong một khu rừng, Thanh Vân và Kiếm Tâm nhìn về phía sau nói các ngươi mau ra đi. Lúc này có hai tên bật đồ đen cầm vũ khí hùng hổ xuất hiện, tên kia biết điều thì để lại nữ nhân đó và những thứ đáng giá, hai ông đây sẽ không giết người nếu không. Tên đó vừa nói ra thì Thanh Vân đã vội vã ném đồ xuống đất một mạch chạy đi, còn để lại phía sau lời nói: Các ngươi không tránh xa ra chút thì sẽ hối hận đó. Nhìn thấy Thanh Vân chạy đi hai tên đồ đen cười đắc ý. Ha ha ha, nhìn thì có vẻ giỏi lắm. Hóa ra lại là một tên nhát cấy, lẽ nào chúng ta còn phải sợ một nữ nhân ư? Khi này kiếm tâm hừ lạnh, dễ dãi cho các ngươi quá rồi. Nói xong cô bộc phát sức mạnh, toàn bộ không gian được bao quanh bởi trường hận kiếm quyết, hai tên đồ đen sợ hãi nói với nhau, đại ca ả à này không dễ đối phó đâu, chúng ta cùng xông lên. Nhưng hai tên chưa kịp tiến lên thì đã bị kiếm tâm dùng trường hận kiếm quyết thiên chu diệu nguyệt. Vô số kiếm ý như những lưỡi dao sắc bén lao đến chém hai tên đồ đen, làm cho bọn chúng thịt nát xương tan sau khi tiêu diệt hai tên này kiếm tâm nói hoa sư huynh bộ kiếm pháp này thật sự quá thâm sâu muội cảm thấy cần phải có thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể nắm bắt được hết khi này thanh vân đang trốn lên trên cành cây cao nói xuống muội và bộ kiếm pháp này kết hợp với nhau rất hoàn hảo chỉ là mới học được nên chưa đủ thành thạo mà thôi với tư chất của sương muội trở về luyện tập thêm vài lần sẽ có thể lĩnh hội hoàn toàn khi này kiếm tâm nhìn thanh vân với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ hoa sư huynh thật là mạnh rốt cuộc thì khoảng cách giữa mình và huynh ấy đến mức nào vậy Thanh Vân trong lòng cũng đắc ý, ba tháng nghỉ phép của ta, đúng là có chí thì nên, lần này may mắn ghê, không ngờ lại có được chiêu kiếm thức này không hề tốn sức, lần này sư muội nhất định sẽ chọn mình. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất, mình xin chân thành cảm ơn.